Tô Lâm căng thẳng khi điều tra hình sự quân đội khẳng định cương quyết không bỏ lọt tội phạm. Các tướng lĩnh quân đội là lực lượng duy nhất có thể kiềm chế và điều chỉnh tham vọng quyền lực của Chủ tịch nước, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm. Vào ngày 18 tháng 7, Bộ Chính trị dưới sự thao túng của Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhanh chóng ra thông báo xác nhận quyền lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư thuộc về Tô Lâm. Việc ông Tô Lâm gấp rút xác nhận quyền lực tối cao trong Đảng cho thấy sự vội vã quá mức và là điều chưa từng có tiền lệ khi Tổng Trọng chưa chính thức được xác nhận qua đời. Tờ báo Quân đội Nhân dân đưa tin về việc ngành điều tra hình sự không bỏ lọt tội phạm. Trong thời điểm hiện nay, ông Tô Lâm được cho là có quyền lực nhất trong Đảng. Song nếu chiếu theo điều lệ của Đảng, người thay thế cho Tổng Bí thư có thể điều hành tạm thời trong thời gian vắng mặt sẽ là Thường trực Ban Bí thư cho đến khi Đảng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Trung ương bất thường để chỉ định người thay thế cho chức vụ Tổng Bí thư. Nghĩa là về danh chính ngôn thuận, người thay thế Tổng Trọng phải là Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư. Việc Chủ tịch nước Tô Lâm tự cho mình quyền thay thế Tổng Bí thư tạm thời sẽ tạo nên một sự bất hòa rất lớn trong nội bộ của Đảng, đặc biệt là giữa ông với giới chức tướng lĩnh quân đội Việt Nam. Chủ tịch Tô Lâm bắt buộc phải làm tắt như vậy để giành quyền là người giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương Đảng và Đại hội 14 sắp tới. Bởi theo quy định, Tổng Bí thư khóa cũ sẽ giới thiệu nhân sự chủ chốt cho Đại hội Đảng, trong đó có nhân sự Tổng Bí thư. Đó là lý do vì sao trong việc tổ chức lễ quốc tang cho Tổng Trọng có sự chia rẽ sâu sắc giữa ban đảng của Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lương Cường và nhà nước của Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo giới quan sát, trong thời gian gần đây, Chủ tịch nước Tô Lâm xuất hiện ở nơi công cộng với những khuôn mặt hết sức căng thẳng. Mới nhất, sáng ngày 27 tháng 7, ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ trong đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng vào viếng lăng ông Hồ Chí Minh, những hình ảnh từ truyền thông nhà nước cho thấy sự căng thẳng hiện rất rõ trên khuôn mặt của Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong khi đó, các nhân vật lãnh đạo cấp cao khác như Phạm Minh Chính, Trần Thanh Mẫn, Lương Cường, Nông Đức Mạnh cũng có vẻ mặt đang mang hình viên đạn. Có thể thấy việc chuyển giao quyền lực cho nội bộ của Đảng đối với ông Tô Lâm không thuận buồm xuôi gió, thậm chí đã đang có rất nhiều trở ngại. Việc ông Tô Lâm bị đánh giá là người không có đủ tư cách đạo đức để có thể giữ cương vị người đứng đầu của Đảng sẽ là vấn đề khó khăn và thách thức lớn nhất đối với ông. Chắc chắn Thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ triệt để khai thác để mà kích động sự phản đối mạnh mẽ hơn trong giới lãnh đạo quân đội. Trong khi Thủ tướng Phạm Minh Chính, ứng viên số 2 cho chức Tổng Bí thư, lại có mối quan hệ tốt với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, người đang trong vai trò tọa sơn quan hổ đấu. Vào ngày 25 tháng 7, tờ báo Quân đội Nhân dân bất ngờ đưa tin, ngành điều tra hình sự quân đội quyết tâm không bỏ sót lọt tội phạm. Theo đó, điều tra hình sự quân đội cương quyết nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc, vụ án đúng quy định của pháp luật, không xảy ra oan sai, hạn chế bỏ lọt tội phạm. Trước đó có nhiều tin đồn cho rằng lãnh đạo Bộ Quốc phòng đang gây sức ép để cơ quan điều tra hình sự quân đội lật lại hồ sơ thanh tra tập đoàn Xuân Cầu là em trai của ông Tô Lâm do đã liên doanh với công ty Cityland, một sân sau của các tướng lĩnh quân đội để mà trục lợi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tô Lâm căng thẳng khi điều tra hình sự quân đội khẳng định cương quyết không bỏ lọt tội phạm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Nụ cười khó hiểu của ông Ba Dũng tại tang lễ Tổng Trọng và tình trạng cá mè một lứa trong Đảng. Sau khi Nguyễn Phú Trọng qua đời, truyền thông nhà nước Việt Nam được huy động để tuyên truyền công lao và đức độ của vị Tổng Bí thư. Ông Trọng được nhiều người, trong đó có cả Chủ tịch nước Tô Lâm, ca ngợi là nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân, trong bài viết Chạy tang được truyền thông nhà nước quảng bá rộng rãi. Công luận nhận xét, việc nhà nước Việt Nam tổ chức lễ quốc tang cho Tổng Trọng quá linh đình là điều không cần thiết.
nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là chủ trương của Tô Lâm nhằm xóa bỏ cáo buộc cho rằng cựu Bộ trưởng Bộ Công an đã giành ngôi đoạt vị của Tổng Bí Thư, hay nói cách khác là việc giết vua để mà chiếm ngôi. Quốc tang của Tổng Trọng diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Đảng và Nhà nước khi tham dự tang lễ, tại lễ truy điệu và lễ viếng đã có không ít hạt sạn đặt trong mạng xã hội đã soi và mổ xẻ cho bản dân thiên hạ cùng biết. Qua chương trình phát sóng trực tiếp của Đài truyền hình Việt Nam VTV, trong ngày đầu quốc tang, người dân chứng kiến thái độ của nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo được cho là không đúng chuẩn mực, trong khi đa số đang diễn về mặt u sầu, bày tỏ sự thương tiếc. Thái độ khó hiểu nhất của ông Nguyễn Tân Dũng là cựu Thủ tướng Việt Nam hai nhiệm kỳ, cũng như cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hình như đã quên rằng ông đang tham dự lễ viếng Tổng Bí Thư. Người ta thấy ông Hùng liên tục quay qua quay lại để nói chuyện riêng với các cựu lãnh đạo đứng bên cạnh, với cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Ba Dũng như thể trốn không người. Có ý kiến nhận xét, nếu là người bình thường mà cười đều với Tổng Trọng như kiểu ông Ba Dũng thì chắc chắn sẽ bị công an mời lên phường làm việc nộp phạt. Đồng thời cũng có ý kiến ngờ vực liệu ông Nguyễn Tân Dũng có trở lại chính trường hay không. Thái độ khó hiểu của ông Ba Dũng cũng như Nguyễn Duy Hùng đã khiến người ta nghĩ đến phát biểu cửa miệng của Tổng Trọng lúc sinh thời rằng mình phải như thế nào thì người ta mới như thế chứ. Có nghĩa là việc gây thù chuốc oán của ông Trọng trước đây với ông Ba Dũng và ông Nguyễn Duy Hùng nói riêng và với các đồng chí trong đảng nói chung nay đã bắt đầu phải trả giá. Trong lễ tang của Tổng Trọng, lần đầu tiên công chúng chứng kiến sự xuất hiện trở lại của ông Võ Văn Thưởng, cựu chủ tịch nước, người bị ông Tô Lâm truất quyền từ tháng 3 năm 2024. Không hiểu vô tình hay hữu ý, ông Thưởng đứng sát với ông Ba Dũng. Cũng tại tang lễ này, sự vắng mặt bất thường của cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương hay cựu phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, cũng như cựu thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huỳnh cũng được công luận quan tâm. Có những đồn đoán cho rằng Bộ Công an đang khởi động lại kế hoạch tảo thanh với phe Nghệ Tĩnh. Cụ thể sẽ lại bỏ thêm hai nhân vật cầm đầu là trưởng ban nội chính Phan Đình Trạc và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Tuy nhiên, hình ảnh tại lễ tang của ông Trọng cho thấy túc trực bên quan tài ông Tổng Bí Thư là bốn ủy viên Bộ Chính trị thuộc Ban Bí Thư, trong đó có ba nhân vật thuộc phe Nghệ Tĩnh, đó là Lê Minh Hưng, Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú và Đỗ Văn Chiến. Người ta còn thấy Phan Đình Trạc đại diện cho lãnh đạo Việt Nam hướng dẫn đoàn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Vương Hỗ Ninh dẫn đầu vào viếng và chia buồn với phu nhân của Tổng Bí Thư. Có thể thấy ban lãnh đạo Nghệ Tĩnh vẫn còn một chỗ dựa vững chắc là ban lãnh đạo Trung Nam Hải. Ngoài ra, đáng chú ý, ông Lê Thanh Hải, một nhân vật mới bị kỷ luật cách hết mọi chức vụ trong Đảng và chính quyền, vậy mà ông Hải vẫn xuất hiện trong đoàn của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn. Hơn thế nữa, ông Lê Thanh Hải còn được bố trí đứng ở vị trí trung tâm của hàng đầu tiên hơn hẳn nhiều lãnh đạo khác. Điều này cho thấy cái gọi là đốt lò của ông Tổng Trọng chỉ mang tính hình thức. Các đồng chí tham nhũng đã lộ và chưa lộ có giá trị như nhau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin nụ cười khó hiểu của Ba Dũng tại tang lễ Tổng Trọng và tình trạng cá mè một lứa của Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.